Cô chào tất cả các em thân mến. Cô chúc các em có một ngày học thật vui và hiệu quả. Ở tiết trước, chúng ta đã được học bảng các số từ 1 đến 100. Ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau luyện tập ở trang 146-147 nhé. Ở tiết học này, các em cần chuẩn bị sách giáo khoa toán, bút mực, vở nháp. Bài học ngày hôm nay của chúng ta có 2 hoạt động. Hoạt động 1, ta sẽ cùng nhau thực hiện bài tập 1, 2, 3, trang 146. Ở hoạt động này, cô và các em sẽ cùng nhau củng cố về số có 2 chữ số. Tìm số liền trước, số liền sau của một số. Viết đúng thứ tự các số trong dãy số. Nào, cô và các em cùng thực hiện. Cô mời các em hãy đọc cho cô yêu cầu bài. Viết số. Các em cần lưu ý, khi đọc và viết số có 2 chữ số, ta đọc và viết từ trái sang phải, đọc hàng chục trước rồi đọc đến hàng đơn vị. Để viết đúng số, các em cần phải đọc đúng. Lưu ý ở số 21 và số 71. Một số em hay nhầm thành 24 và 74. Bây giờ, cô và các em cùng làm. 33 90 99 58 85 21 71 66 100. Cô thấy ở bài 1 các em đã đọc số đúng thì các em sẽ viết số tốt. Cô tin vào các em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang bài 2 nhé. Cô mời các em đọc yêu cầu bài. Viết số. Ở bài này có 3 phần nhỏ. Phần thứ nhất, câu A, tìm số liền trước của một số. Câu B, tìm số liền sau của một số. Câu C, dựa vào số đã biết, chúng ta tìm số liền trước và số liền sau. Vậy muốn tìm số liền trước của một số, ta làm như thế nào? Muốn tìm số liền trước của một số, ta lấy số đã biết, bớt đi một đơn vị. Cô mời các em làm bài. Bây giờ, cô và các em cùng nhau sửa bài nhé. Số liền trước của 62 là 61. Số liền trước của 80 là 79. Số liền trước của 90 là 89. Số liền trước của 61 là 60. Số liền trước của 79 là 78. Số liền trước của 100 là 99. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang bài B, tìm số liền sau của một số. Vậy muốn tìm số liền sau của một số, ta làm sao? À, muốn tìm số liền sau của một số, ta lấy số đã biết thêm một đơn vị. Cô mời các con làm bài. Chúng ta cùng nhau sửa bài nhé.
Số liền sau của 20 là 21. Số liền sau của 75 là 76. Số liền sau của 38 là 39. Số liền sau của 99 là 100. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng nhau sang bài C với một hình thức khác. Các em hãy dựa vào bài mẫu để hoàn thành bài nhé. Cô và các em cùng sửa bài nào. Số đã biết là 69. Số liền trước của 69 là 68. Số liền sau của 69 là 70. Số đã biết là 99. Số liền trước của 99 là 98. Số liền sau của 99 là 100. Muốn tìm số liền trước của một số, ta lấy số đã biết bớt một đơn vị. Muốn tìm số liền sau của một số, ta lấy số đã biết thêm một đơn vị. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng nhau bước sang bài tập 3. Cô mời các em đọc yêu cầu bài. Viết các số từ 50 đến 60, từ 85 đến 100. Các em lưu ý đặt dấu chấm phẩy giữa các số. Các em đã học bảng các số từ 1 đến 100. Cô hy vọng các em sẽ làm thật tốt bài tập này. Cô và các em cùng viết nhé. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Từ 85 đến 100. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Các em hãy nhớ, để viết được các số đúng thứ tự, các em cần thuộc bảng số từ 1 đến 100. Ngoài ra, các em có thể áp dụng cách tìm số liền sau của một số để viết các số trong dãy số. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng nhau bước sang hoạt động 2. Ở hoạt động 2, chúng ta sẽ thực hiện bài tập 3, 4, trang 147. Ở hoạt động này, cô và các em sẽ củng cố về so sánh các số có hai chữ số, biết giải toán có lời văn. Cô mời các em hãy đọc cho cô yêu cầu của bài 3 trang 147. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. Lưu ý, khi so sánh số có hai chữ số,
ta so sánh chữ số hàng chục trước. Nếu chữ số hàng chục nào lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu chữ số hàng chục bằng nhau, ta so sánh tiếp chữ số của hàng đơn vị. Nếu chữ số hàng đơn vị nào lớn hơn thì số đó lớn hơn, hoặc ngược lại. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các 85 và 65. Các em cho cô biết số 85 gồm mấy chục và mấy đơn vị. 65 gồm mấy chục và mấy đơn vị. À, vậy là các em đã biết 85 gồm 8 chục và 5 đơn vị. 65 gồm 6 chục và 5 đơn vị. Đầu tiên, ta so sánh chữ số ở hàng chục trước, tức là ta so sánh 8 và 6. 8 lớn hơn 6 nên 85 lớn hơn 65. Ở bài B, ta chỉ so sánh hai số với nhau. Còn bài C, ta phải so sánh một số với một phép tính. Bây giờ, cô hướng dẫn các con so sánh 15 và 10 cộng 4. Ở bài này, vế bên phải có một phép tính. Vậy, ta phải làm phép tính trước rồi so sánh sau. Bây giờ chúng ta cùng tính 10 cộng 4. 10 cộng 4 bằng 14. Được kết quả 14, ta tiếp tục so sánh 15 và 14. Ở hai số ta thấy chữ số hàng chục là 1 bằng nhau, nên ta so sánh tiếp chữ số ở hàng đơn vị. Các em đã thấy số 15 có chữ số hàng đơn vị là 5. 14 có chữ số hàng đơn vị là 4. 5 lớn hơn 4 nên 15 lớn hơn 10 cộng 4. Tương tự cách thực hiện trên, các em làm tiếp các bài còn lại vào vở. Bây giờ, chúng ta cùng xem kết quả nhé. 42 bé hơn 76. 33 bé hơn 66. 16 bằng 10 cộng 6. 18 bằng 15 cộng 3. Như vậy, để làm tốt dạng toán này, ta cần xác định đúng chữ số ở hàng chục và chữ số hàng đơn vị. Cô và các em cùng bước sang bài 4, trang 147, giải toán có lời văn. Cô mời các em đọc đề bài. Có 10 cây cam và 8 cây chanh. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây? Các em cho cô biết đề bài cho biết gì? Cho 10 cây cam và 8 cây chanh. Đề bài hỏi gì? Hỏi có tất cả bao nhiêu cây? Vậy muốn tìm số cây có tất cả, ta làm phép tính gì? Cô mời các em cùng làm bài. Chúng ta cùng sửa bài nhé. Số cây có tất cả là 10 cộng 8 bằng 18 cây. Đáp số 18 cây. Ngoài lời giải số cây có tất cả là, chúng ta còn có thể có lời giải số cây cam và cây chanh có tất cả là. Có tất cả số cây cam và cây chanh là. Cây cam và cây chanh có tất cả là.
Trong bài giải này, chúng ta chọn phép tính cộng vì bài hỏi có tất cả bao nhiêu cây. Và lưu ý, tên đơn vị là cây. Bài học hôm nay đến đây là hết. Cô hy vọng các em sẽ ôn lại bài, chuẩn bị bài giải toán có lời văn tiếp theo ở trang 148-149. Chuẩn bị sách toán, bút và vở nháp cho bài học lần sau. Cô chào tất cả các em. Chúc các em nhiều sức khỏe.